Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Hôm nay em Tuấn sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một model đài của dòng đài cassette Sony. Chiếc đài này cũng rất đáng để chơi các bác nhé. Một chiếc đài cũng có 3 cái tiêu chí. Thứ nhất là về giá thành cũng rất là hợp lý. Thứ hai là về thiết kế đẹp mắt. Và thứ ba là hoạt động tiếng hay và bền bỉ. Và đây là một cái đài cũng rất đáng để chúng ta quan tâm tới. Đây là chiếc đài Sony CFS1085S, hay chúng ta còn gọi là Sony 1085. Một dòng đài có thiết kế có hơi hướng trẻ trung, hiện đại và rất là đơn giản, rất là dễ sử dụng. Đấy, bác nào mà mua về chơi thì cũng rất là ok. Và đặc biệt là tiếng của nó cũng rất là hay các bác nhé. Và sau đây em Tuấn sẽ giới thiệu về phần thân vỏ cho các bác xem. Đấy, về phần thân vỏ thì tất cả các phần nhựa đều đang còn nguyên bản, chưa bẻ dập, chưa bị dập vỡ. Quai sách zin, anten zin. Đó. Có chăng là cũng có những cái vết xước các bác nhé, không thể tránh khỏi được. Theo năm tháng thì những cái vết tích để lại thì thỉnh thoảng cũng phải có một số vết xước, nhưng mà nó nhỏ nhỏ thôi, không đáng kể. Và dòng đài này thì cũng là sử dụng cơ đứng các bác nhé. Này, chúng ta ấn từ trên này xuống này, mở cửa này, play đây các bác nhé. Và chúng ta sẽ quan sát qua phần loa bên trái này. Đấy, loa vẫn đang còn rất là đẹp, cái phần căng sắt vẫn đang còn khá là mới đúng không ạ. Và cũng tiết lộ thêm quý vị các bạn là dòng đài này thì nó sử dụng một đôi loa bát riêng nhé, không chung với dòng nào cả. Và tiếng nó cho ra rất là hay. Và ở đây nó ghi là một cái dòng là Maxi Bass này. Đấy, cũng là một cái chất âm nghiên cứu riêng cho cái dòng đài này. Đây, nó được ghi in trực tiếp trên cửa băng, cũng như là có một nút màu vàng đấy các bác nhé. Đấy, chúng ta ấn vào thì nó sẽ chạy tiếng bát căng hơn. Chúng ta nhả ra thì tiếng bát nó sẽ giảm đi. Đó. Và bên loa bên phải này cũng đang còn rất là đẹp đúng không ạ. Đài thì mang một màu sắc màu đen. Và riêng cái phần mặt đằng trước này thì mang một màu sắc đen bóng, gọi là đen piano. Và chúng ta sẽ có nút chức năng chính ở đây, rất là dễ sử dụng này. Bằng cassette, radio và line in thì chúng ta nghe ở chức năng nào thì chúng ta để ở cái chức năng đó. Chúng ta gạt ở chức năng đó. Trước đó chủ tịch nước line in này đã hội kiến với bằng cassette. Và cái cổng line in thì được cắm ở ngay phía trước của chiếc đài đây, ngay phía mặt đằng trước của cục giữa đây. Và em Tuấn đã cắm sẵn với điện thoại, máy tính, TV rồi, thì chúng ta tí nữa chúng ta sẽ test, rất là tiện. Và đây, cái núm này là núm volume các bác nhá, to nhỏ. Tiếp theo là các chế độ âm thanh. Đó, chúng ta để ở chế độ nào thì chúng ta quay ở chế độ đó. Đấy, chúng ta quay này. Đó, rất là tiện. Đấy, chúng ta quay ngược, quay xuôi. Và đây nó sẽ có mặc định là 5 chế độ âm thanh, gồm có cinema, pop, live và hover và flat. Chúng ta nghe ở chế độ nào mà chúng ta vừa tai, ưng tai thì chúng ta để nguyên ở đó nhá. Và đây là dò sóng ạ. Đó. Và đây là 4 băng tần của radio. Trên này là tổ hợp phím của băng cassette. Đài vẫn đang còn khá là đều máy. Và phía đằng sau lưng của chiếc đài đó, gồm có dây loa zin này, nắp pin zin, anten zin, rắc nguồn. Và chúng ta sẽ có một cái tem thông số máy nằm ở phía sau đây. Modeno 1085S. Ok, và sau đây em Tuấn sẽ test chiếc đài này nhé. Mời quý vị các bạn chúng ta cùng thưởng thức cái chất âm của dòng đài này. Chất âm của nó rất là to, rõ và cũng rất là mượt. Tiếng cũng rất là hay. Chúng ta vừa nghe tiếng hát của ca sĩ Trường Vũ qua cái album là Ngoại ô buồn, và tiếng của nó rất là hay. Và em Tuấn cũng vừa test các hiệu ứng âm thanh của nó, cho ra chất âm rất là tốt và các hiệu ứng đều hoạt động tốt nha các bác nhé.
Và sau đây chúng ta test qua phần radio, chúng ta gạt nút chức năng này lên giữa. Chúng ta dò sóng luôn. Tổ chức nước để hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất hồi tháng 2 năm 2023. Hai bên cũng thống nhất đẩy nhanh việc mở tổng lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ. Làm cho một cái phim viết về những người thợ mỏ và cái bài ông làm. Ok. Và tiếp theo chúng ta test qua phần line in thì chúng ta gạt nút chức năng là lên trên cùng nhá. Đó. Và Tuấn đã cắm sẵn với điện thoại rồi, chúng ta sẽ nghe một cái liên khúc của Bolero. Tiếng rất là hay. Tuấn cũng xin phép được dừng cái video test chiếc đài Sony 1085 ở đây. Và chiếc đài này em đang giao lưu với giá là 2.100.000 đồng, bao ship toàn quốc. Bác nào mà đã mua hàng cũng đã tin tưởng em Tuấn, đã tin tưởng kênh thì các bác có thể chuyển khoản đủ và em Tuấn sẽ ưu tiên tặng các bác hai cuốn băng trị giá 200.000 đồng. Bác nào mà chưa mua lần nào, mua lần đầu tiên có thể ủng hộ em Tuấn bằng cách là chúng ta sẽ cọc trước cho em 500.000 làm cái lộ phí và cũng là niềm tin khi chúng ta chuyển hàng. Thì các bác sẽ nhận hàng giúp em Tuấn và em Tuấn sẽ thu nốt số tiền còn lại qua bưu điện và sẽ tặng các bác một cuốn băng. Bác nào không lấy băng thì em Tuấn sẽ tặng sẽ trừ tương đương số tiền và số băng vào số băng các bác nhé. Thì các bác cứ yên tâm về phần chất lượng cũng như là phần bảo hành. Ở bên em thì bảo hành một tháng đầu tiên sử dụng. Đấy. Còn vì nó là đài cũ mà cũng không thể tránh được những cái rủi ro hoặc là những cái không mong muốn, nhưng mà hy vọng thì nó sẽ rất là tốt đẹp thôi, cũng không có gì mà phải vướng víu cả. Những dòng đài Sony thì nó cũng rất là bền và đặc biệt là đồ thay thế của nó rất là tiện. Thì bác nào mà sau một tháng sử dụng mà có vấn đề gì thì hãy liên hệ cho em Tuấn để em Tuấn sẽ hỗ trợ. Đấy, và một lần nữa xin cảm ơn quý khách hàng trong cả nước cũng như là ngoài nước ngoài, cũng đã một số bác ở nước ngoài cũng đã đặt đài ở bên kênh em Tuấn. Rất là cảm ơn cái lòng tin cũng như là cái sự tin tưởng của quý vị các bạn đã dành cho em Tuấn cũng như là kênh Điện tử Tuấn Thám Video trong suốt thời gian qua. Và một lần nữa xin chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị các bạn đang xem kênh. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video lần sau.